thịt bò ngủ đông có tên gọi là Blonde Aquitaine hay đôi khi còn gọi là thịt bò Pommard, vì trên thế giới chỉ có duy nhất gia đình nhà Pommard cung cấp mặt hàng này. Gia đình Alexander Pommard đã kinh doanh ngành thịt bò từ năm 1846 và Alexander Pommard là người kế vị thứ 6 trong dòng họ. Tuy nhiên, mãi đến những năm 1990 thì ông nội và bố của Pommard mới khám phá ra bí quyết cho món thịt bò ngủ đông. Để làm ra món thịt bò ngủ đông, người ta phải bảo quản thịt trong môi trường lạnh âm 13 độ C và không khí lạnh thổi ở tốc độ 120 km/h. Miếng thịt sẽ được ngủ đông như thế trong thời gian dài, và theo Pommard thì cách bảo quản này không làm mất đi chất lượng thịt. Ngoài công nghệ ủ đông lâu dài thì thịt bò sản xuất từ gia đình Pommard có chất lượng vượt trội nhờ quá trình đầu tư trang trại. Trang trại của gia đình Pommard nằm ở thị trấn nhỏ Saint-Mehieu thuộc Noren ở đông bắc nước Pháp. Với phương châm tạo không gian thoải mái, giảm căng thẳng cho vật nuôi nên những chú bò ở đây luôn được đi lại tự do ngoài trời thoáng mát, đến mức Pommard ví trang trại này như khách sạn 5 sao dành cho những chú bò. Ngoài ra, Pommard còn thường xuyên trò chuyện với những chú bò mỗi ngày để làm giảm mức căng thẳng thấp nhất cho bò. Theo lý giải của anh thì nếu trong quá trình nuôi những con bò bị căng thẳng sẽ làm tăng nồng độ glycogen và axit lactic trong thịt, từ đó khiến cho thịt mất đi vị ngon đặc trưng. Do đó, Pommard luôn làm sao để những chú bò cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất trong trang trại của mình. Ở trang trại, mỗi tuần Pommard chỉ cho giết 4 con bò, trong khi đó thời gian ủ đông rất dài, đôi khi kéo dài cả chục năm, nên số lượng thịt trên thị trường vô cùng khan hiếm. Thịt ngon, công nghệ chế biến lạ, lại thêm độ khan hiếm hàng, nên ra đã thành món thịt bò ngủ đông vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Hiện tại, giá món bít tết được ủ đông từ năm 2000, tức là đến nay đã hơn chục năm, sẽ có giá 3.200 đô, đắt hơn cả thịt bò Kobe hoặc Black Angus. Đặc biệt trên thế giới, chỉ có vài đầu bếp được đặc quyền chế biến món thịt bò độc nhất vô nhị này, nên đôi khi có tiền bỏ ra nhưng chưa chắc bạn đã được phục vụ ngay, vì số người đăng ký trước bạn cũng không ít. Như vậy, mỗi tuần chỉ giết 4 con bò, sau đó lại mang đi ủ đông cả chục năm trời, và trên toàn thế giới chỉ có vài nơi bán đã khiến món ăn độc đáo này trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn. Do đó, nếu muốn thưởng thức món thịt bò ngủ đông này, khách hàng đôi khi phải đặt trước hàng tháng, thậm chí cả năm trời.